Chào sư, sư cho con hỏi khi chú chết thì có tái sanh theo nghiệp không? Thưa dưới quý vị, sư chỉ có thể trả lời một cách tổng quan để quý vị hiểu như thế này. Khi nào mà một chúng sanh còn tham, còn sân, còn si thì chắc chắn là chúng sanh đó sau khi mệnh chung thì sẽ phải luân hồi và cho tới chừng nào mà chúng sanh nào còn tham còn sân còn si đó. thì cho tới chừng đó à, mình họ vẫn chưa thoát ra khỏi tam giới và cho tới chừng nào mà chúng sanh còn có danh và sắc tức là còn có cái hình tướng thì chắc chắn là chúng sanh đó không thể thoát khỏi quy luật của sự biến hoại và sự tiêu diệt không có bất kỳ một sự tồn tại nào nha mà có hình tướng có danh và có sắc mà nó tồn tại vĩnh cửu chuyện đó không bao giờ có tất cả à, các cái à, tất cả danh và sắc thì nó đều sẽ đi đến sự biến hóa. Ừ. À, mà mình nói nó gần hơn dễ hiểu hơn. thì nếu như những ai tự mình sát sanh hoặc kêu gọi người khác sát sanh, thì chúng sanh đó um, chắc chắn sẽ không thoát khỏi các khổ cảnh. Chúng sanh nào tự mình trộm cắp hoặc kêu gọi người khác trộm cắp thì chúng sanh đó cũng chắc chắn không thoát khỏi các khổ cảnh tương tự như vậy đó với các giới à, tự mình tài dâm hoặc kêu gọi người khác tài dâm tự mình nói dối hoặc kêu gọi người khác nói dối tự mình uống rượu hoặc kêu gọi người khác uống rượu thì những chúng sanh đó chắc chắn sẽ phải rơi vào khổ cảnh à, sư à, chỉ có thể căn cứ theo kinh và luật của một và của kinh tạng nguyên thủy còn các tôn giáo khác thì có thể họ sẽ có cái định nghĩa thế là thiện và ác của các vị đó cho nên là sư không có bàn về cái nhân sinh quan của các tôn giáo khác là sư chỉ nói căn cứ theo kinh tạng nguyên thủy mà thôi không biết vấn đề này thì đại đức đại tường có chia sẻ gì hay không Dạ, kính thưa đại đức kính thưa quý vị, riêng về câu hỏi này đức thành tệ trả lời theo sư là rất là đầy đủ rồi, cho nên sư cũng không bổ sung thêm, nha. xin lướt qua câu hỏi này. chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.